Ủa, nãy em thấy mấy cái điện thoại của chị rồi. Ok. Hẹn nhau. Hello mọi người. Hello mọi người. Đang chốt Hawaii hả? Rồi hồi nãy có một bộ Hawaii em nói em tặng cho chị em mình em quên rồi. Em tặng nha. Rồi, ok cả nhà. Ha. Hồi nãy Liên nói có một bộ Hawaii này nè, nó chị nào mặc được về mặc giùm em nha. Chị nào mặc được thì mặc giùm em nha, em bán 0 đồng. Mã này comment cho Ly, con này là mã tặng đi cả nhà. Comment cho Ly mã này là mã tặng nha. Đó, nó cũng không vấn đề gì hết, nó kiểu như là nó hai bên hai thân nó khác nhau, giống như là phối hai thân vậy cả nhà. Đó, hai thân nè. Đó. Ha. Rồi cái này comment dạ, cho Ly con này là mã tặng. Mã này comment cho Ly con này là mã tặng giùm em con này nha. Lên giúp Ly con này là mã tặng nha, với giá là 0 đồng. Comment cho Ly mã tặng nha, nãy Ly hứa rồi. Mà Ly quên, vô đi mọi người ơi, vô đi. Đợi chút xíu nha, để đông đủ chút xíu anh Chí quay số nha. Rồi mã này comment cho Ly mã tặng giùm em bộ này. Nhớ giùm em bộ này nó có hai thân như vậy nha. Rồi, một hồi hàng tặng về cũng kêu Ly ơi bị lỡ rồi. Đó, là đã cái nư lắm đó nha. Chị mới nhận được bộ thù đồ thun thái đẹp lắm em Ly ơi, chất vải đẹp mê Ly. Dạ em cảm ơn chị Như Thảo rất nhiều, em cảm ơn chế. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã tặng đi mọi người, tặng ha. Comment cho Ly mã này là tặng giùm Ly nha. Có một bộ duy nhất là em tặng. À, kiếm thêm cái gì tặng cho mấy bà cháu mấy bà vui vui nè. Kiếm thêm cái gì tặng nữa cho mấy cháu vui vui. À, cái này còn có một cái hả tì? Cái này còn có một chai một nè. Chai này là lăn chống nắng của Hanayuki đó mọi người, em tặng luôn nha. Cái này comment chống nắng. Mọi người comment cho Ly chống nắng. Cái chai này á là cái chai mà khi mà Ly like lên like Ly mở ra Ly có lăn 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 vậy nè, đó. Nè, đó. Đó, bà nào da kề da với tôi đi. Bà nào mà lấy được chai này là da da kề da với tôi. Da kề da với tôi nghe. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã tặng giùm em. Mã này comment cho Ly con này là mã chống nắng chứ. Chống nắng Ly tặng luôn cho chị em mình ha. Chống nắng Ly tặng luôn cho chị em mình. Lên luôn em ơi. Cái này comment chống nắng. À, ê ở yên đó đi, tôi đợi tôi quá trời đồ tặng luôn nè, mắt kính nữa, đợi em xíu. Rồi cho Ly con này là tặng nhưng mà nó có loại chai, thứ chai 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 nè. Rồi cho Ly con này là chống nắng. Cái mã tặng là mã xét bộ, còn con này là chống nắng. Chống nắng này đi tặng cho chị em mình luôn, của nhãn hàng Hanayuki đàng hoàng nha mấy chị, giá vốn 170-180 đó chai này. Chai này nó có giá trị hơn cái bộ đồ luôn á. Cái chai chống nắng này nó có giá trị hơn bộ đồ. Em Ly tặng cho chị em mình ha. Rồi cho Ly chống nắng, cái mã tặng là cái mã bộ đồ, còn cái này là mã chống nắng nha, mã chống nắng. Cái chai này nó có giá trị hơn bộ đồ á, chai chống nắng này, chai này tiện lắm mấy chị, nó là lăn dạng lăn nha. Đó, tự nhiên tao tặng mà tao bi ai giữ vậy bay. Có một cái một à. Tại vì mình cái sản phẩm mình đã từng bán qua rồi, mình phải am hiểu về nó. Cái này xài rất là êm luôn á. Em không có bán, em hết hàng bán rồi hàng này. Rồi cho Ly con này là mã chống nắng giùm em nha. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã chống nắng giúp Ly con này. Rồi lên giúp em con này là mã chống nắng giùm em nha cả nhà. Rồi. Ok, lên chống nắng giùm chế đi. Chống nắng giùm Ly nha. Chống nắng. À, em Ly bán nhập chợ nhà 0 đồng luôn á mọi người, 0 đồng luôn. Rồi, Ly có hai bộ này nè. Cái này hai này còn không bé tiền. Rồi, bán cho chị em set sơ mi. Set sơ mi này em Ly bán cho cả nhà 50.000 thôi nè. 50k comment cho Ly sơ mi nha, 50.000. 50.000, cái này em có hai bộ. Một bộ này là màu nâu đậm và một bộ này là vàng đồng. Hai bộ này chốt chung với nhau nha mọi người. Hai bộ này cùng kiểu chốt chung với nhau, comment sơ mi 50.000. Hai bộ. Rồi sơ mi 50k em coi cái mấy bả sơ mi nó còn hàng không bé. Nó còn hàng không, chốt cho khách đi. Cho nó mấy cái lẻ 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 như mẫu mẫu ít ít ít. Cho khách cho nó hết đi. Rồi cho Ly con này là mã sơ mi giùm em 50.000 bộ. 50k một bộ. Cái này là cả bộ luôn nha mọi người. Cái này là cả bộ luôn nha mọi người. Cái này là cả bộ luôn giúp em. Cho Ly con này là mã sơ mi giùm em nha, 50k một bộ. Rồi tặng cho chị Trung Thiên nha. 50.000 bộ có hai bộ thôi mấy chứ. Sơ mi 50. Rồi cho Ly con này là sơ mi hai bộ 50.000. Một bộ 50.000 có hai bộ. Một bộ 50k có hai bộ. Nha. Rồi, cái này set mango. Ha, set mango. Em bán cho cả nhà 70 đi, con này. 70 nguyên set nha, quần dài ống rộng. Con này là cái con này á là quần bình thường. Quần chín tấc bình thường, chín tấc nha.
nó không phải là quần Hawaii đâu nha cả nhà. Con này nó có hai bộ thôi. Ly bán cho cả nhà con này 70.000. Cho Ly con này là mango. Cho Ly con này là mã mango giùm em 70k nha. Hôm nay em xả hết cho chị em mình. Rồi cho Ly con này là mã mango giúp Ly. Mango giùm em 70, mã mango giùm Ly nha. Mango 70 giùm Ly ha. Mango 70. Mango 70. Cái này là gì đó ta? Cái này có gì chị làm quà cho khách được ạ. Còn nó đẹp mọi người ơi. Đẹp lắm luôn nha. Rồi, bà nào hôm nay ở đây chơi tới với em đi. Bà nào hôm nay ở đây chơi tới với em cái mắt kính đẹp không mọi người? Có một cái duy nhất là mấy chứ rồi. Có một cái duy nhất à. Một cái duy nhất trong cuộc sống này nha mấy chứ. Cái này không bán, không có bán, không đồng đi. Comment cho Ly con này là kính giùm em, kính không đồng, kính không đồng. Comment chữ kính là được tại vì hôm nay không có bán kính. Cái này còn một cái duy nhất em bán không đồng cho chị em mình. Rồi cho Ly con này là mã kính giùm em nha. Mã kính giùm Ly. Rồi chị nào nhanh tay thì được nha tại vì nó có một cái duy nhất mấy ché ơi. Rồi cho Ly con này là mã kính giùm em con này nha cả nhà. Mã kính giùm em 50. Ơ quên, không đồng đi anh ơi, có một cái mà. Rồi, ưu tiên chị nào có lượt chia sẻ giùm em nha mọi người nha. Rồi, mã kính đó chứ. Mã kính giùm em con này nha, 50.000. Ô hên lộn. Mã kính này em Ly tặng nha mấy chứ. Rồi không đồng mã kính đây. Rồi ok lên mã kính nha. Em nói có nhiều thứ để chị em mình thưởng thức lắm. Nhiều thứ để chị em mình thưởng thức lắm nè. Rồi cho chị mã số đi với. Cái kính là không đồng nha. Cái kính là không đồng. Mã này em Ly bán cho cả nhà con này 60.000 nè. Mã 55 có một bộ à. Mã là mã 55, giá là giá 60.000. Mã này comment cho Ly con này là mã số 55. 55 có một 55, mã 55 giúp Ly nha. Mã 55. Rồi con này, cho Ly con này là mã số 56, 60.000 mã 56. 60k mã 56 có nước hoa đợi em xíu. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã số 56 nha cả nhà. 56 giùm Ly. Mã này cho Ly con này là mã số 56 nha. 56 giúp Ly con này. 60.000 mã 56. Mã 56 giùm Ly. Rồi, ok. Mã kính. Rồi, 5556 mấy thứ có 1. Rồi cho Ly con này làm mã 57 luôn nè. 60.000 55, mã 57 60. Rồi cho Ly con này làm mã 57 ha. Thôi cái cái. Rồi cho Ly con này làm 57 quý gì. Bắn tim bắn like, hãy tim đã like chia sẻ giùm em nha mọi người. 57, 60.000. Rồi cho Ly con này làm mã 58, 60. 58 giùm em. Cái này tại vì do là nó còn có một bộ vậy thôi à. Hàng này Ly bán lâu lắm rồi. Em bán từ 2-3 tuần trước rồi. Nó còn rẻ lẻ một bộ. Em bán sale cho cả nhà 60.000 ha. Rồi cho Ly con này là mã số 58. 58 bộ màu hồng là 58 nha mấy chứ. Bộ màu hồng là 58. Rồi cho Ly con này là mã số 59. 60.000 mã 59. 60k cho Ly con này là mã 59. 60.000 cho Ly mã 59 cho chị bộ 70. Rồi cho Ly con này là mã số 69 nha mấy chị. 59 nha. 59 giùm em. 59 giùm em. Rồi, con này là bộ Hawaii nè mấy chị. Con này bộ Hawaii mấy chị thầm mong ước nè. Có một cục rồi. Bộ Hawaii của mấy chế thầm mong ước từ sớm tới giờ nè. Rồi cho chị mã số đi. Mã này comment cho Ly con này là mã số 60. Bộ Hawaii nha cả nhà. Mã số 60 giùm em. Dạ được dùng đơn với like nãy chứ chị. Tại nãy phần mềm nó bị lỗi đó cả nhà thông cảm em ha. Rồi cho Ly con này là mã số 60. Mã là mã 60 giá 120 cành Hawaii nha chị em mình. Rất là đỉnh luôn. Mã này comment cho Ly con này là mã số 60 Hawaii giúp em con này ha. Rồi cho Ly con này là mã số 60. 60 cho Ly là Ly có đâu mã số 60 mọi người. Rồi lên luôn đây. Rồi cho Ly con này là mã số 60. Mã này cho Ly con này là mã số 60 cho Ly. Mã 60 đi cưng. 60 mấy cái? 11 cái. 120. Cho Ly con này mã số 60. Có mấy cái rồi mấy chị? Coi phải không bé? Coi phải không, chốt luôn cho khách đi. Mắc công để đây. Phải không? Nó có cái tiền rồi. Đúng rồi, mã 60. Rồi cho Ly con này là mã số 61. 61 có 1 bộ duy nhất rồi. 61 giùm em có 1 bộ duy nhất ha. Rồi cho Ly con này là mã số 61. 61 giúp em. 120 cành cho Ly con này là mã số 61 nha mấy chị. 61 giùm Ly con này. 61 giùm em. Quá là đã luôn cả nhà. 61 có 1 bộ thôi nha mọi người. 61 Ly có 1 bộ thôi. 61 Ly có 1 bộ thôi. Xét ra hoài mấy chị thầm mong ước. Lời chịu khó giùm em nè. Rồi 61. Lên nước hoa cho chị. Dạ chưa, đợi em trước. Mã này comment cho Ly con này là mã số 60 mấy bé.
62 giùm Ly con này. 5 bộ. Rồi comment cho Ly con này là mã số 62 giúp Ly. 62 nha cả nhà, cái quần nè. Quá đẹp luôn ha. Rồi cho Ly con này là mã số 62 set Hawaii nha cả nhà. Set Hawaii là giá 120.000. 120.000 giúp em set Hawaii. Mã đó là mã gì chị quên này? 62. 62 giúp Ly nhé mọi người, 62 giùm em. 62. 62 mấy bộ? 5 bộ. 60 nè. Cho chị cái bộ 70 đi, chị sale 70 luôn đi các bác. Đã 75. Coi lại đi. 75. 2 bộ trên rưỡi. Không phải. Cái kia kìa sọc á. Ừ. Rồi. Cái này sale 70 luôn hả em? 70. Rồi, mã này comment cho Ly con này là mã số 63 nha cả nhà. Ly sale con này 70.000 cho cả nhà luôn. Bữa hôm Ly bán 79.000 là mọi người về mọi người khen quá trời khen luôn. Cái này em bị sót đúng một mẫu này ở đây, Ly quên like. Nó còn sót đúng một mẫu này ở đây, Ly quên like cho cả nhà mình. Cho Ly con này là mã số 63 nha chị em mình. 70.000 mã 63 giùm Ly. 70k mã 63. Rồi cho Ly con này là mã 63 cho Ly nha mọi người. 63 giùm em 50 cành hoa. Rồi, 63 đi anh ơi. Rồi tốc độ luôn giùm em. 63, 70.000 sao mã 63, 70k. 80. Hàng 79.000 chị vừa nhận xong, xuất sắc lắm Ly ơi. Đó thì là nó là hàng này nè. Nhưng mà mẫu này riêng mẫu này Ly quên like đó. Riêng mẫu này Ly quên like đó. Thành ra là đặt hàng kèm số điện thoại. Ngày hôm nay là cuối tuần để ngày mai em xả hàng, để ngày mai Ly nghỉ cho cái kho nó trống. Để Ly về hàng mới đó. Ly xả cho chị em mình 70.000 cái mẫu này Ly quên like nè. Cái hàng này 79.000 mọi người mua về mọi người rất là thích luôn. Em xả 70 cho chị em mình nha. Rồi cho Ly con này là mã số 63 nha mọi người. Khách mới đặt hàng lên số điện thoại giùm em nè mấy chị ơi. 63 cho Ly con này là Ly có được mã số 63. Quá đẹp con này. 70 cành hoa mã 63 giúp Ly. Rồi Ly có được mã 63. Cho chị 2 bộ 150 đi bé. Rồi cho Ly con này là 63. Nước hoa em chưa lên. Mọi người cứ yên tâm nha mọi người. Nước hoa này nè. Nước hoa này nè. Ha, cái nước hoa này đợi em, nếu mà like này em xả hàng quần áo trước đã, chị em mình cứ có đơn trước đi. Nếu mà cái like này em không like nước hoa thì tối nay em Ly sẽ mở một cái phiên like tiếp theo cho cả nhà, để cả nhà được dồn đơn với cái nước hoa này. Hàng nước hoa này trong store bán 600-700 ngàn á. Ly được một ít, mỗi một loại mấy chai không có nhiều. Em Ly bán cho cả nhà chỉ có 100 mấy à, 100 mấy chục ngàn à, chai tới 100ml luôn nha mọi người, chai tới 100ml luôn nha. Rồi cho Ly con này là mã số mấy chị quên nè. 63. Rồi cho Ly con này là mã 63 quý vị ơi. Mã 63 giúp em con này 70.000 nha mọi người. 70k con này rất là đỉnh luôn mấy chế ơi. À, nhận mấy set 79 không ngờ là nó 79.000 luôn Ly ơi. Dạ em cảm ơn chế. Em cảm ơn chị Thanh Nguyễn. Em cảm ơn chị Thanh Nguyễn. Rồi cho Ly con này là mã số 70. 63, mã 63 giá 70.000. Mã 63 giúp Ly nha mọi người ơi nha. Rồi hết hàng. Rồi tiếp tục cho Ly con này là mã gì đây em ơi? Chị nào nhận được tin nhắn là có hàng bên Ly sẽ không có gọi tên nha mấy chế ơi. Bên Ly không có gọi tên. 64. Nha. Nên là chị nào nhận được cái tin nhắn trả về cho mình là chứng tỏ chị đã có cái mã đó. Nhớ giùm em nha. Tại vì em Ly đợi mọi người chờ lâu, em đọc mà đọc tên nữa mấy chị chờ rất là lâu. Tại vì một mã hàng có rất là nhiều hàng. Em mà đọc tên nữa mọi người chờ lâu lắm. Lên số điện thoại Trang Ly. Nên là chị nào nhận được tin nhắn là có hàng giùm em. Mã này Ly bán Quỳnh cho cả nhà. 63 như Thị Quỳnh ơi. Cái lô này Ly bán cho cả nhà 2 bộ 150. Không có xuất sắc, em Ly tuyên bố không lấy tiền cả nhà mình một cách nào luôn. Vải này nè mọi người. Cả nhà nhớ mấy cái lô này không? Em bán cho Đức Mẫu. Tại vì bây giờ ở đây nó còn tầm khoảng 20 bộ thì nó ra tới 18-19 mẫu. Nên là chị em mình không chọn giúp em Ly bán cho cả nhà mình 2 bộ 150. Comment cho Ly con này là 2 bộ giúp em đem giờ lên cho mấy chị xem nha. Đảm bảo là tất cả hàng này cho chị em mình là nó kín đáo. Không hở hang, không lỗ lăng, kín đáo, dễ thương, dễ mặc. Có tay nha mọi người, có tay không có sắc nách nha. Quần là quần ống rộng, vải là vải này giùm em. Vải là đúng chuẩn vải này giùm em ha. Rồi cho Ly con này là 2 bộ giúp Ly là Ly có đơn mã 2 bộ. 150 cành 2 bộ giúp Ly là Ly có đơn nha chị em mình. Mọi người nhìn cho Ly cái hàng nè. Hàng này chị em biết rồi á, bữa hôm mọi người mua của Ly là 109-115 ngàn một bộ đó. Cái này là do là nó hết hàng rồi em bán cho Đức Mẫu luôn á mọi người ạ. Rồi cho Ly con này là mã 2 bộ giúp Ly là Ly có đơn mã 2 bộ nha chị em mình. 2 bộ 150 ngàn. Cho Ly con này là 2 bộ giúp em Ly có đơn mã 2 bộ. Hàng đẹp xuất sắc mọi người ơi. Xuất sắc luôn. Đó, vô đây hốt kho đi mọi người. Vô đây hốt kho của em đi nha. Rồi cho Ly con này là 2 bộ 100.
50.000 hai bộ đúng chuẩn vải này giùm em không có bỏ vải tàu lao vô đâu nha mọi người. Em bán lô nào ra lô đó, đúng chuẩn vải này giùm em, đúng chuẩn là tất cả phơm quần ống rộng hết giùm Ly như này. Đó, kèm theo một cái áo như này ha. Rồi, hai bộ 150 giùm em. Rồi cho Ly con này là mã hai bộ giùm em. Mấy chị không chọn kiểu không chọn màu nhưng mà nó cùng một loại sản xuất và cùng một phơm, cùng một chất vải giùm em. Đó, yên tâm chưa? Rồi cho Ly con này là hai bộ 150 giùm em. Hai bộ giúp Ly con này nha, hai bộ giùm em. Ủa, hai bộ này giống hai bộ nãy. Đúng rồi, đó đó. Rồi hai bộ 150 cành. Xả kho cho chị em mình tới công chuyện. Xả kho cho mấy chế mình tới công chuyện ha. Rồi cho Ly con này là hai bộ giùm Ly nha. Hai bộ 150 cành hoa. Cho Ly con này là hai bộ. Đẹp quá luôn. Vải này nha mấy chị, nhớ giùm chị nha. Em tặng nha. Đúng vải này luôn này. Rồi cho Ly con này là hai bộ giùm Ly. Mấy chị vào kiểm tra tin nhắn giùm em nha mấy chị ơi. Quá đẹp luôn con này. Nhận được tin nhắn là có hàng nha. Rồi hai bộ 150k giùm chị. Hai bộ 150.000. Đẹp xuất sắc, mọi người nhìn nè. Những phút đặt hàng lên số điện thoại nè. Vải đẹp lắm mấy chế ơi. Vải rất là đẹp luôn. Đó. Vải cực kỳ đẹp cho chị em mình. Mã này comment cho Ly con này là mã hai bộ giùm em. 150 hai bộ nha. 150 hai bộ giùm em nha. Đẹp lắm luôn, cái này cái áo người ta đâu rồi. Hai bộ 150 giúp Ly. Còn Hawaii không chị, còn yên tâm. Hôm nay vô dọn kho nha mọi người ơi. Hôm nay vô dọn kho giúp em nha. Mọi người tương tác là like giùm em. Rồi cho Ly con này là hai bộ 150 giùm Ly. Mãi yêu Ly. Chưa bao giờ thấy shop nào bán rẻ mà vải đẹp như Ly. Dạ em cảm ơn chị. Em cảm ơn chế. Em cảm ơn mấy chế rất nhiều. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã hai bộ giùm em. Hai bộ giùm em ha. Còn có 50 combo thôi hả? Rồi ok, chắc sắp hết. Mấy chị cách mới đặt hàng lên số điện thoại em nha mấy chị ơi. Hai bộ 150 đó mấy chứ. Hai bộ 150. Ha. Đẹp lắm luôn. Nha, đúng chuẩn vải này dùng em không có bỏ vải khác vô đâu nha mấy chị, không phải lo nha. Đó, đẹp không? Hai bộ 150.000. Rồi cho Ly con này là mã hai bộ dùm em, tất cả đều là quần ống rộng như vậy hết dùm em. Tất cả đều là quần ống rộng như này hết dùm em. Rồi, em nít Kim Anh. Đợi nít này thấy em không? Kim Anh. I love you Kim Anh. Sao vậy? Nít kia đặt không được hàng hay sao? Nít kia đặt không được hàng hay sao? Mọi người yên tâm giúp Ly. Cái lô nước hoa xì của xì to mà hàng 500-600 ngàn một chai trong xì to đó, Ly bán cho cả nhà 100 mấy á. Thì nếu mà cái like này Ly like được thì Ly sẽ like. Còn không được thì mọi người cứ có quần áo trước đã. Tối nay Ly sẽ mở thêm một cái phiên like nữa dành cho like cái nước hoa đó, để mọi người vô mọi người gộp đơn chung với nhau luôn. Ok nha. Rồi, nên là mọi người đừng lo nha. Rồi cho Ly con này là mã số mấy bé ơi? 14. Hawaii nè mọi người. Hawaii bây giờ là 1, 2, 3 còn có 3 bộ như nè. 120. Hàng này cái quần thôi là mấy chị thấy đủ tiền. Nhìn cái quần phía sau lưng của người ta nè. Mặt trước nè. Rồi mã Hawaii này cho Ly con này là mã số 64. 64 giúp Ly con này nha cả nhà. 120 cành hoa. Cho Ly con này là mã số 64 giùm Ly. 64. Lên giúp em Ly con này là mã số 64 nha em ơi. 64 giùm em. Bạn em đi có đơn mã số 64 giúp em nha. 64 có 3 cái thôi nè. 64 có 3 cái. 123 cái. Rồi cho Ly con này là mã 65. Tay nè. Tay áo nè mọi người. Con này khỏi bàn luôn, có 3 cái Hawaii ha. Rồi cho Ly con này là mã số 65. 65 giúp em. 65 giùm Ly con này nha. Cái quần đỉnh chưa mấy chế. Cái quần đỉnh chưa mấy ché. Rồi cho Ly con này là mã số 65. 65 giùm em. Em còn cái áo khoác xịn xịn này nè. Bà nào hôm trước mà nhận cái này đẹp quá. Áo khoác này mọi người đã nhận rồi đúng không? Mà đẹp quá. Thì hôm nay Ly còn một ít màu đen này, Ly xả cho chị em mình. Hàng này Ly không có đủ bán, nhưng mà đặc biệt cái màu đen là bên xưởng họ giao thiếu qua cho Ly á. Cái xong họ kêu Ly là có lấy nữa không, thì em lấy tiếp, em bán cho chị em mình giá rẻ ha. Rồi, cái áo này là comment cho Ly con này là khoác đen. Ly sale cho cả nhà con này 89 ngàn nha. Vải rất là đỉnh luôn mọi người. Khoác đen giùm em, chất là chất xà cừ nha mọi người. Chất là chất xà cừ như này nha. Rồi cho Ly con này là khoác đen, Ly chơi tới bến, tới công chuyện, tới nái, tới chị luôn. 89 ngàn cho Ly khoác đen, mặt rất là bụi luôn mấy chị.
thay vì những cái áo khoác mà vải thun bình thường Ly bán cho chị em mình thì chị em mình có thể mặc đi nắng, mặc đi làm. Còn cái áo khoác này mấy chị đặc biệt mọi người mặc đi chơi cho em. Mọi người phối với quần jean, phối với chung váy nhìn rất là tay, rất là sang. Cho Ly con này là khoác đen nha. Rồi cho Ly con này mã khoác đen giúp em 89 cành con này giùm em. Túi trong có, túi trong túi ngoài đầy đủ. Chất vải hơi bị xịn sò luôn nha mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là khoác đen giúp Ly, là Ly có đơn mã khoác đen mấy chứ. Khoác đen giùm em nha mấy bạn. Rồi cho Ly con này là mã khoác đen giúp em. Rồi cho Ly con này là mã khoác đen nha mấy chứ. Khoác đen giúp Ly. Rồi xe livestream lên giùm Ly cả nha mấy chứ. Xe livestream lên giùm em. Rồi cho Ly con đó là mã khoác đen nha mấy chứ. Khoác đen, khoác đen. Rồi bộ hết luôn rồi không em. Rồi cho chế khoác đen. Rồi tiếp tục. Bộ này Ly sale 70 ngàn luôn. Có 3 bộ thôi. Con này Ly có 3 bộ thôi. Đợi em xíu em chốt khoác đen cho xong. Rồi mấy chị khách mới đặt hàng lên số điện thoại mềm nè. Hoa tím lên số điện thoại nè. Đẹp quá. Nha. Ha. Đẹp ha. Xếp Ly đang mang. Em tặng cho chị luôn. Em tặng cho chị. Có đơn không? Chị Thủy Tiên có đơn không? Có. Rồi ok, chút xíu em tặng cho chị nha. Có gì mấy ơi, có gì chị mặc vô có mùi của em. Có mùi của em. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã gì? 70.000 anh ơi. 66. Mã này comment cho Ly con này là mã số 66. Mã 66 giùm Ly con này nha, 70.000 mã 66 đi. À 70.000 mã 66 có mấy bộ thôi. Em sale 70.000 luôn tại vì nó còn cái ha. Rồi 70k cho Ly mã 66 giùm em. Mã 66 có 3 cái thôi anh yêu ơi. 3 cái. Rồi quăng qua bé ơi. Mã 66 đi có 3 con. 3 hay 4 gì đó. 3. 66 có 3 thôi. 66 có 3. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã 667 nè. Rồi, em Ly sale luôn cho mấy chị em mình 70 nha. Rồi cho Ly con này là mã số 67 nha. Có 7 tại vì nó ít hàng quá mọi người. Em bán cho nó hết mẫu rồi luôn á. Rồi chị vào kiểm tra tin nhắn em nha. Rồi. Cho Ly con này là mã số 67 nè mấy chứ. 67 70. Rồi cho Ly con này là mã số 67 giùm em. 70k mã 67 rồi. Vào kiểm tra tin nhắn em đi mấy chị ơi để biết mình rồi, có hàng hay 67. Không nha. 67 giùm Ly nha mọi người, 67 giùm em. Túi này chút hứng có một cái hứng tặng luôn á. 4 cái hả? 4 cái tại bán má ơi. Tặng 4 cái nờ luôn á. Rồi 67 nha. 67 giùm em. Tặng 4 cái là nờ. Ê, chị nào có đơn em gộp luôn cho nha. Còn chị nào mà chưa có đơn, nếu mà đặt cái mã này thì phải chút xíu nữa phải có đơn để em gộp vô chung từ hai món em mới đi cái hộp phấn này cho chị em mình. Nguyên một set một hộp đầy đủ như thế này em Ly bán cho cả nhà hộp này là 69.000. Cho Ly con này là phấn mắt giùm em. Phấn mắt giùm Ly nha, 69k con này. Chị nào có đơn hoặc là chị nào không có đơn mình có quyền đặt hết. Nhưng từ đây tới cuối live phải có hai món đồ để gộp chung với nhau em mới đi được. Tại vì cái này em bán kèm vô. Một cái này em lời có vài nghìn đồng em bán kèm vô cho chị em mình. Để cho chị em mình có cái này có kia. Tại vì cái này đang hot nè. Cái này nó đang hot cực kỳ luôn á. Mà không ai bán cho mấy chị 69.000 đâu đảm bảo. Cho Ly con này là mã phấn mắt giùm em là được nha. Cứ để phấn mắt đi. Nếu mà anh chị không có đơn anh chị cũng bấm cho mình luôn. Để chút xíu nữa mọi người có cái hàng ở đây mọi người gộp vô chung không sao đâu nha. Còn không có, nếu mà từ đây tới cuối live mấy chị có chỉ một hộp phấn mắt này thì em xin phép em xả ra để em nhường cho những chị có đơn nha mọi người, thông cảm giùm em. Hiện tại bây giờ em vẫn chốt cho mấy chị, em vẫn chốt, nhưng mà tới cuối live hoặc là tối nay em có mở một phiên live nữa, chị em mình có gộp đơn được thì em Ly đi chung một phấn mắt này. Còn chị em mình không có cái gì để gộp đơn thì em xin phép em xả ra để em nhường cho chị khác. Tại vì cái này em bán kèm vô một cái em lời có vài ngàn đồng mà. Rồi cho Ly con này là phấn mắt 69 cành hoa. 69.000 mã phấn mắt giùm em nha. Nguyên một dây như thế này nè mọi người. Đẹp lắm nha. Rất là đã. Rồi cho Ly con này là mã phấn mắt 60 cành hoa. 60 cành nha mấy chứ. Ủa 69.000 em nhầm. 69k hợp à, tiện lắm. Cái gì chứ nhiều khi hả mấy chị nghĩ là trời ơi tôi đâu đi đâu tới ngày tôi nhà thôi mà tôi mua cái này làm gì, không có đâu mấy chị. Lâu lâu mấy chị có dịp ở Nguyễn Ngọc Lan có bạn khoác đen rồi vào kiểm tra tin nhắn mấy chị ơi. Đi du lịch vua hay là bạn bè mời đi ăn đi uống gì đó mình hãy mình cho cái con mắt của mình hoặc là má hồng của mình cho nó tươi tươi lên xíu nha. Đi đám tươi tiệc rồi đó. Đó quẹt quẹt lên xíu cũng đẹp rồi. Rồi phấn mắt giùm em 69.000 con này giùm em. 69k giúp Ly nha mọi người, phấn mắt giùm Ly ha. Rồi Hawaii đây nè, Hawaii còn cục mình mới chết. Hawaii em Ly còn một cốt. Rồi phấn mắt là 69 cành đó mọi người. Lên nước hoa đi bà Ly mê quá.
Nếu mà lên bây giờ thì tối nay em khỏi lên, nhưng mà đợi em xíu nhé chứ. Mọi người đợi em xíu. Mã này, cái này đó mọi người. Cái này là set Hawaii nè. Có một bộ mọi người, em bán cho cả nhà 120 nha. Đó. Hàng này mua mấy chị mua cái quần không nhiều tiền lắm luôn á. Cho Ly con này là mã số 67 nha. 68 nha. 68 120. 68 giá 120 giùm em mã 68 có một bộ. Mã 68 120. 68 giúp Ly con này. Rồi cho Ly con này là mã số 69 mọi người ơi. Cho Ly con này là mã số 69 giùm Ly, là Ly có được mã số 69 nha. 69 giùm em con này. 69 120 68 69. 68 69. Rồi tiếp tục cho Ly con này là mã số 70. 70 cái cổ áo đẹp không mọi người ha. Rồi cho Ly con này là mã số 70. 70 giúp em con này, cái quần quá đẹp luôn. Rồi 70 đi mọi người ơi. Mã là mã 70 giùm em. Cho Ly con này là mã số 70. Cho Ly mã này là mã số 70 giúp em con này. Mã 70 quý vị ơi. Rồi mỗi một chị cho em xin nút xe like thêm nha. Rồi cho Ly mã 70 giá 120. 70. Rồi cho Ly con này là mã 71 giùm em nè. 71 giùm em. Đó. Mấy bà xe like giùm tôi đi. Còn set 70 không em? Dạ còn một ít cho chị lục cái set 70 cho chị đi. Chị xả hết cho khách đi. Có mấy cái có mấy cái ngứa mắt ngứa mình. Mã này cho Ly con này là mã 71 không em? 71 đúng không em? Rồi cho Ly con này là mã 71 có bộ một thôi. Cái caro rất đẹp, cái kiểu hơi bị đẹp luôn mọi người. 71 giùm mấy Ly nha. 71 giùm em. Rồi cho Ly con đó là mã 71 nha. 71 giùm Ly. Rồi cho Ly con này là mã 72. 72 giúp em nha. Cái cổ áo mặc siêu sang luôn mọi người. Cổ áo mặc siêu sang luôn. Cái quần nè. Rồi cho Ly con này là mã số 72 giùm em nha. 72 giúp Ly con này có một. 72. Rồi tiếp tục giúp em con này là mã 73. Ờ, cái nền vải này đẹp siêu xuất sắc luôn mọi người ơi. Rồi cho Ly mã này là mã số 73 giúp Ly con này nha mọi người. 73 lên đơn. 73. Rồi 73. Con này cho Ly con này là màu hoa cà. Nền đen hoa là hoa cà nha mọi người. 74. Nền đen hoa là hoa cà. Cho Ly con này là mã số 74 giúp Ly con này nha mọi người ơi. 74 giùm em nha. 74, 74 rồi ra con mấy con số gì đây? 74. Rồi ok. 73, 74. 73, 74 đúng, mỗi cái có một. Cái này phải 70 đúng không em? Mã sao bà? Mã này không? Mã 70. Mã 70 ngàn đúng không? Ừ, rồi. Tao nghe này mày gặn quá, tao tưởng tao đã lộn giá bà nội. Rồi cho Ly con này là mã số 60 mấy? 63. Mã này comment cho Ly con này là mã số 63. Nhớ giùm em cái con này mã số 63 giùm em. Em Ly xả cho chị em mình 70 ngàn luôn. Mã 63 tay cánh tim như vậy nha mọi người. Rất là hay. Rồi cho Ly con này là mã số 63 mọi người ơi. 63 nha, nhớ giùm em mã này là mã 63. Chị nào nãy chưa có thì bấm giùm em. Mà nãy bị cái phần mềm đang bị lỗi đó. Thành ra là em thoát ra em không có like được. Mã 63 giùm em, giá là giá 70 ngàn nha chị em mình. Rồi 63 giùm em. Đồ chị bao đẹp vậy đó chị. Hương Lê phấn mắt 69 ngàn nha Hương Lê. Rồi cho Ly con này là mã số 63 giùm Ly. Rồi tốc độ mã 63 luôn giùm em. 70 ngàn luôn đi anh ơi. Hôm nay em nói rầu, hôm nay em quyết tâm dọn cái kho cho nó sạch sẽ. Sạch sẽ cuộc đời. Rồi. Rồi cho Ly con này là mã số chị mấy chị quên rồi. 63. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã số 63 nha chị mình. 63 cho Ly nha. Siêu xuất sắc nè, mấy má ơi. Quá đẹp luôn mọi người. Rồi 63 giùm mình. Đẹp không chị em mình? Ở đây là thiêu nha mấy chứ. 63 giùm em con này, giá 70 ngàn. Mã là mã 63 lên đơn. Rồi con này sale luôn. Con này nhìn cái quần tới nói. Mã mấy? Mã số 2. Rồi ok cả nhà. Nhìn cái quần đẹp không? Đẹp không? Em xả cho chị em mình 70 ngàn luôn nha. Nha. Cái mã 632 là cái nền đen sọc đỏ. Còn cái mã trắng đen này là mã số 2. Bằng giá luôn giùm em nha. Anh Trí bấm luôn hai mã luôn giùm em. Cho Ly con này là mã số 60 à. Mã số 2. Con này là mã số 2. Có hình chuột Mickey này là mã số 2 giùm em. Trắng và đen. Còn cái sọc đen tay cánh tiên hồi lúc nãy là mã số 63 nha. Con này comment số 2 giùm em là em Ly có đơn. Rồi số 2 70 luôn anh ơi. Kệ đi quăng cho khách đi. 79 ngàn thấy rẻ lắm luôn rồi đó. Mà cái này là do là nó còn cái lớp bữa nay cuối tuần á. Ngày mai em nghỉ á. Thành ra là lúc nào
ngày mai em nghỉ em cũng xả cho nó gọn kho đó. Rồi cho ly con này là mã số 2 nha mọi người. Số 2 giùm em nhìn cái quần đẹp không mọi người. Cái quần quá là xuất sắc luôn, cái quần mặc dễ thương lắm. Đẹp lắm mọi người ơi. Con này là dễ thương cho tới luôn nè. Dễ thương là dễ thương cho tới. Mã này comment cho ly con này là mã 2 giùm em nha. Mã là mã số 2 giùm em con này. Mã số 2 nha. 70.000. Con này giùm em 70.000 á. Rồi mã 2 giùm ly nha. Rồi cho ly con này là mã số 2 giúp ly. Quá đẹp luôn mấy cháu ơi. Đẹp hoặc cái quần thôi là thấy nhức nát không. Rồi cho ly con này là mã số 2 giùm ly nha chị em mình. Mã số 2 nha mấy bạn. Mã 2 giúp em con này. Mã 2. Rồi. Ok ra. Mã số 2 nha. Ê mọi người ơi, cái này em qua nhanh nè mọi người ơi. Cái này 300.000 mặc ngủ ở nhà nha. Mặc ngủ ở nhà. Mặc ngủ ở nhà, phơm rộng, phơm to, dễ chịu, mát mẻ, dễ thương. Nha. Con này thì nó nghiêng về thời trang, nó không phải nghiêng về thời trang tại vì mình mặc ở nhà mà. Quan trọng là mấy chị mặc thoải mái và cái giá thành nó rẻ để chị em mình mua ngày hôm nay. Rồi cho ly con này 300.000. Comment cho ly mã 3 bộ giùm em, 100.000 3 bộ. Mình không có chọn màu nhưng mà mọi người biết rồi đó. Cái hàng này khỏi chọn màu, mặc ở nhà hơi bị sung sướng cuộc đời. Nha chị em mình, mát lắm. Mát lắm, 3 bộ 100. Rồi cho ly con này là mã 3 bộ giúp em làm ly cả đơn nha. Cái mẫu này thì em qua nhanh tại vì em không có hàng nhiều á mọi người. Rồi 3 bộ 100.000. 3 bộ 100.000 chạy bán cho khách, bán vui vẻ đi. Rồi cho ly con nó là 3 bộ 100 nha mọi người. 3 bộ 100 nha. Cái này cũng là 3 bộ 100. Các bộ combo. Mã mã combo. Bữa trước cũng vậy mà mã này. Tại nó bỏ mã combo. Giờ cái hàng này giá rẻ mà sao mà. Nước hoa đi chị, đợi chị xíu nha. Sạc được rồi. Rồi. Sorry cả nhà, thông cảm giùm em xíu nha mọi người. Rồi. 60kg, bộ này 60kg đổ về nè. Vải, trời vải này mọi người biết rồi. Dễ mặc lắm nha. Bây giờ không có quan trọng thời trang nữa, quan trọng là cái bộ này. 30.000 bộ, mặc rất là sướng, mặc ở nhà siêu sướng luôn. Comment cho ly con này là 3 bộ 100, nhiều màu lắm nha mọi người. Bộ này nhiều màu lắm. Bộ này nó rất là nhiều màu như thế này nè. Nó rất là nhiều màu, phơm bự đẹp lắm ha. Rồi cho ly con này là 3 bộ 100 giúp em con này nha mọi người ơi. Rồi sao lại chưa giùm em. Rồi cho ly con này là 3 bộ 100 cành. 3 bộ 100 cành cho ly con này là mã 3 bộ giùm ly. 3 bộ nha mọi người ơi. Ha. Đã lắm mọi người ơi. Cái này quan trọng là chị em mình về mặc thoải mái và quan trọng nhất nữa là cái giá nữa nè. Cái giá nó quá là cưng luôn. 3 bộ 100.000 mặc sướng lắm mấy chị. Vải mặc siêu sướng luôn. Vải này mặc siêu sướng. Comment cho ly chữ 3 bộ là được nha mọi người. Nó nhiều màu lắm. Mấy chị không chọn màu nhưng mà màu dễ thương không à, màu đẹp không à. Nha. Rồi cho ly con này là 3 bộ giùm em. Đó. Đã không? À. Rồi cho ly con này là 3 bộ ha cả nhà. 3 bộ 100.000. Vải này em mê vải này lắm. Nói chung là bộ đồ này nghiêng về thời trang thì nó không phải thời trang. Nhưng mà có một cái là mấy chị mặc thoải mái vô cùng. Vải mặc sướng mát lắm. Dơ lên là mấy chị biết vải gì rồi đúng không? Em dơ vậy là mấy chị biết vải gì liền nha. Nguyên bộ vậy, 3 bộ ha, 100.000. 3 bộ 100k. Comment cho ly con này là mã 3 bộ giùm em. 3 bộ giúp ly nha cả nhà. 3 bộ 100.000, 3 bộ 100.000. Vô. Kiều Mai đặt hàng lên số điện thoại. 3 bộ 100k, 3 bộ 100k giúp em nha. 3 bộ 100 tiền, 3 bộ 100 tiền lên đơn nha. Đẹp không? Mặc sướng lắm mấy bà ơi, mặc rất là sướng luôn, thiệt sự luôn nha. Đẹp lắm. 3 bộ 100.000, mặc siêu đã. Nhiều màu lắm mấy chị, yên tâm. Màu thị trường không à, khỏi cái bàn nhá. Màu là màu thị trường không à. 3 bộ 100 cành, 3 bộ 100 cành lên đơn. Rồi, ok, anh Chí đang bấm đơn đó mọi người. Em qua nhanh luôn nha. Chịu khó giùm em xíu. Đó, mặc màu nào cũng ok la mọi người ha. Nè, ha. 3 bộ 100, 3 bộ 100. Cho ly mã 3 bộ giùm em. 3 bộ giúp em nha. Form này 60kg đổ về giùm em ha. 60kg đổ về. Đó, áo nè. Thôi cả nhà ha. Rồi ok cả nhà.
3 bộ 100k. 3 bộ 100k, 3 bộ 100k giúp em. Quá là đã luôn bé ơi. Không bé ơi. Đẹp quá. Dễ thương nha, con này dễ thương quá. 3 bộ 100 ngàn giùm em con này. Comment chữ 3 bộ là được nha mọi người. Comment chữ 3 bộ là được. Nói chung con này thì nó không phải nghiêng về thời trang, nhưng mà nghiêng về một cái là thoải mái và dễ chịu cho chị em mình mặc ở nhà. Và cái quan trọng nhất là cái giá. 3 bộ 100 ngàn, mặc sướng, mặc phê, mặc bao phê. Cái vải này mới chế mặc bao phế phê phê nha chị em mình. Rồi ok, cho Ly con đó là 3 bộ 100 mình hết nè. Rồi, 3 bộ 100 giúp em nha cả nha. 3 bộ 100 ngàn giùm Ly. Rồi, 3 bộ 100k. Rồi ok mấy chế mình. Hai combo tức là. Rồi. Cái này đó mọi người. À, cái này không phải Hawaii mọi người. Cái nào không phải Hawaii chứ xíu em vô em bán rẻ cho. Nha. Cái này Hawaii. Rồi, ok mấy chế mình. Bộ này là mã Hawaii nha cả nhà. Hawaii này mã gì bé ơi? Cho chị mã số đi. 75. Mã này comment cho Ly mã 75, giá 120. Kelly mã này là mã 75 giúp em khỏi vấy vàng nữa. Con này nó còn lẻ lẻ có một cái là thông cảm giùm Ly nha. Mã này giúp Ly con này là mã số 75 giùm em con này nhá mọi người. Rồi cho Ly con này là mã 75 cho Ly, là Ly có đơn mã số 75 nha cả nhà. Quần của nó đó là quần rộng. Rồi cho Ly mã này là mã 75, đẹp xuất sắc. Rồi 75 đi Phương ơi. 75 cho chứ. Mã 75 nhá. 75 nhiêu? Có bộ 120. Rồi cho Ly con này là mã 76. Mã này không bên cho Ly con này là mã 76 giùm em con này ha. 76. Lên nước hoa để em dồn đơn đi. Ok, đợi Ly xíu đi lên cho. Rồi 76 nha. 76 ngày 20 ngày 76. Rồi, cho Ly con này là mã 77, siêu xuất sắc luôn, nó có một bộ hôn bộ quá. À. Rồi cho Ly con này là mã số 76, beo này là 77 nha. 77. Beo này là 77 mọi người ơi. Beo này là mã 77. Beo này là mã 77. Rồi cho Ly con này là mã số 78 nè mấy chứ. 78 giùm em con này nha mọi người. 78 giùm Ly nha. Ha. Rồi, lên giúp Ly con này là mã số 78. Rồi cho Ly con này là mã số 78 giúp em nha cả nhà. 78 giùm Ly. Quá đã luôn. 78 đi con. 78 có 2 bộ. 78, em coi lại chị cái kiểu phải em nha. Rồi cho Ly con này là mã 79 nha mọi chứ. 79. Cho Ly mã này là mã số 79 giúp em con này nha. Quá là đã luôn mọi người, cái quần này. 78 hay rồi. Cái quần siêu tiện luôn mấy ché ơi, mấy ché. Rồi cho Ly con này là mã số 70. 79 ha. Rồi ok, bắt đầu lên nước hoa nha chị em mình. Lên nước hoa luôn thì tối nay em khỏi like nữa. Nha, em lên nước hoa luôn thì tối nay Ly học không có like. À, cái này có 4 bộ gì thôi hả tiền học. Cái này có 4 bộ gì thôi. Share live stream giùm em nha. Cái này có 4 bộ. Đi sale con này cho cả nhà mình 70 ngàn đi. Có 4 bộ à. Bán vui vẻ luôn, nó quá vui vẻ. Vô nhà Ly mua hàng là vui vẻ cực kỳ. Rồi 70k comment cho Ly con này là mã số mấy? 80 nha mọi người. Mã 80 giùm Ly. 80 đi. Nguyên bộ nguyên set nha, 4 bộ. Mã số 80 70 nha. Mã số 80 nha mấy chị. Mã 80 4 cái. Có 4 cái thôi à. Mã 80 nha, 70 ngàn. Mã 80. Mã 80 70 ngàn. Rồi con này. Mã này 4 cái. Comment cho Ly con này 81 luôn nè. 70 luôn nha. 81 nha. 81 bao bì thôi đi xịn luôn. Mã 81 giùm em 70k. Mã 81 giúp Ly con đó nha. Mà 81. Cái này có 2 con, duy nhất 2 con. 84 cái. Cái này có duy nhất 2 con, 82. 82 bộ màu nâu này là 82 giùm em nha. Bộ màu nâu là 82 70k là 82. Em like cho nó gọn cái phòng like của em coi. Cái phòng like của em nó không có nhiều hàng mà nó lộn xộn mấy cái hình lộn xộn như này. Đó. Nó có nhiều hàng vậy thôi này, 2 cái. Nó có bao nhiêu hàng vậy thôi nữa nó sơ bu hết trơn. Rồi con này là 83 nè. Dễ thương. Màu đỏ nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã số 83 70k, mã 83 giùm em. 70.000 cho Ly con này là mã số 83 nha cả nhà. Mã 83 giúp Ly con này. À, rồi cho Ly con này là mã số 83 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 cái đó mọi người. Rồi 83 đi cưng. 83 giùm. Có nhiều à? Rồi 83 70.000.
83-70k cho lưu con này, nằm ở số 83 giúp em con này. Mã 83 quý vị thân yêu ơi, nhanh chóng lên 83 dùng đi, rồi nên lên nước hoa cho mấy bà dồn đơn nha. Rồi mã 83 nha, mã 83 dùm em. Phấn mắt còn không? Bây giờ cái phấn mắt này 69.000 nè, em chuẩn bị em lên nước hoa nha, 69.000. Nhưng nói trước là chị em nếu mà trong một buổi live chị em mình có duy nhất một cái phấn mắt này thì em Ly xin phép em Ly xả ra để em Ly nhường cho những chị khác có đủ đơn hai cái trở lên. Còn tất cả những hàng còn lại là em không, một cái em vẫn đi đơn. Riêng về cái phấn mắt này, chị em nào có riêng lẻ một cái phấn mắt thì em xin phép em xả ra. Tại vì em bán cái này là em bán kèm vô thêm để cho chị em mình vui vẻ có hàng chung, chứ em không có lời nhiều. Có bốn, mấy chị nghĩ một sản phẩm mà Ly lời 4.000 đồng thì có nghĩa lý gì. Cho Ly con này là mã phấn mắt giùm em 69.000 trước ha. Rồi phấn mắt giùm em con này, một hộp như thế này nè là 69.000, nó đầy đủ các màu ha, có kim tuyến rồi có nhũ các kiểu ở đây như thế này nha mọi người nhớ. Rồi cho Ly con này là mã phấn mắt giùm em nha, phấn mắt 69.000 con này, 69.000. Bộ Hawaii còn đợi em xíu, nó còn ít chịu khó giùm em ha. Bây giờ em lên một cái nước hoa cho chị em mình gộp đơn nè. Rồi nha cả nhà, cho mọi người coi. Mọi người biết cái này là gì không? Em Ly test mùi á, mùi nào Ly cảm thấy là nó thơm, nó dễ chịu và nó ngọt ngào, nó sang chảnh, em Ly mới like. Đó, em Ly tháo ra như vậy là em Ly test mùi cho chị em mình. Em Ly test qua rồi em Ly mới bán cho chị em mình, chứ không phải là thích dơ gì lên là dơ đâu nha mọi người nha. Cái chai này là hàng trong store nó đang bán 690.000 một chai, nhưng mà cái này em có một ít người ta sale cho em nha. Cái này Ly có một ít người ta sale cho Ly ở đây như thế này hả. Cái chai của nó như vậy nè mọi người, hai cả nhà ha. Cái chai của nó như thế này, em Ly sale cho cả nhà con này 140.000 đi. Thật sự quần áo là Ly lời dưới 10.000, còn riêng nước hoa là Ly lời 20.000. Em nói thật, em không có ấy gì đâu. Bình thường quần áo em lời vài ngàn, 8.000, 10.000, 12.000, nhưng mà riêng nước hoa là Ly lời 20.000. Nói thật luôn. Mã này cho Ly con này là mã N1 giùm em, mùi rất dễ chịu mọi người ơi. Em mở ra em test cho cả nhà rồi. Hàng này là người ta đang sale cho Ly, mới có giá này. Trong store đang bán 690.000 một chai như thế này nha chị em mình. Rồi cho Ly con này là mã N1, 140.000 chai này nha chị em mình, 140k giúp em, 140k nha cả nhà. Mùi dễ chịu lắm mấy chị, mùi dễ chịu cực kỳ. 140.000 cho Ly con này là mã N1 giúp em con này nha cả nhà. Mã N1 cho Ly nha cả nhà. Cả nhà ha. Rồi N1 giúp em con này nha mấy chế mình, N1 nha. Mùi dễ chịu lắm, mùi rất là dễ chịu. Tại vì sao nè, đó Ly tháo ra hết như vậy là em tháo ra em test mùi, em coi mùi nào thật sự là dễ chịu thì em Ly like, em Ly bán. Còn không thì còn chai đó em cho nhân viên hay là gì, mấy cái chai lẻ lẻ như nè. Đó, mấy chai lẻ lẻ nào mà Ly không có bán là Ly để đó, Ly một là tặng cho khách, hai là cho nhân viên. Cái nào mà Ly cảm thấy mà cái mùi nó không có dễ chịu đó, đó ha, chứ không phải mùi nào Ly cũng bán đâu nha. Rồi mùi này là mã N1 giùm em con này nha mọi người, 140k giùm em, chị nào gộp đơn vô nha. Rồi mùi đã, cái mùi của nó dịu nhẹ mà giống như mùi hương hoa gì nè. Cái hoa gì mà nó nhẹ lắm mọi người, nó nhẹ nhàng dễ chịu cực kỳ. Cái mùi này chai hửi một cái là tới công chuyện, mùi dịu lắm, mùi nhẹ lắm. Mã này comment cho Ly con này là mã N1 giùm em nha, N1 giúp Ly, 140.000 chai này giùm em thôi cả nhà, 140k. Rồi cho Ly con này là N1 giùm em, N1 thơm lắm, không phải mùi nào đó. Mùi em lên mùi ngọt ngào đi em, dạ mùi này ngọt đấy chứ, mùi này ngọt, ngọt dịu nhẹ, ngọt dịu nha cả nhà, ngọt dịu nhẹ, chai hửi cái là mê liền, chai hửi cái là mê liền nha. Nói chồng bà nào đang coi chắc hơn thì cấm mày mua nước hoa của con nhỏ này. Chồng má nào mà đang coi chung á. Rồi N1 giùm em, N1 giúp em nha cả nhà. Rồi nha, thơm quá tiền, cái mùi dịu quá tiền ha, mùi đã quá ha. N1 giùm em, 140.000 nha. Em mua sale được, sale thì em Ly cũng bán cho cả nhà giá sale thôi nha cả nhà ha. Rồi mã N1 giùm em, N1 giúp em con này ha cả nhà, N1 giùm Ly, N1 nha cả nhà.
Rồi, ok. Thật sự ra mà nói cái chai nước hoa này nãy giờ em ly test từ hồi lúc mà 11 giờ mấy tới bây giờ vẫn còn mùi đó mọi người. Lúc mà 11 giờ mấy ly chuẩn bị lên live á, là ly tháo ra để đi ly test á. Ly tháo ra để ly test là từ 11 giờ mấy tới bây giờ là nó vẫn còn mùi. Nó vẫn còn mùi, nhưng đối với những chị nào tùy theo cái tiếng mồ hôi của mấy chị nữa nha. Nhiều nhiều chị mà có những cái tiếng mồ hôi nó khác thì nó nhiều khi nó bay mùi nhanh hơn, hoặc là chị nào có cái cơ địa mà đổ mồ hôi nhiều á thì nó sẽ bay nhanh hơn. Đó, kiểu vậy, chứ không phải là người nào cũng giống như người đó. Ha. Rồi, mã N1 giúp em nha cả nhà, mã N1. Em có chai này chai nam nè mọi người. Đi có chai này chai nam. Quần áo lên nữa không? Dạ có. Mấy bà mới kêu tôi lên nước hoa đây. Em tính để cái phiên live này để tối á, nhưng mà thôi mọi người kêu quá, để cho mọi người gộp đơn luôn để tối mọi người khỏi coi. Với tối em cũng khỏi live nữa, đỡ mất công nha. Cái chai này, cái chai này là chai nam mọi người ơi. Mọi người có mua cho chồng thì mua nha. Có mua cho chồng thì mua nha. Em bán cho cả nhà chai này, mùi nam này nó quý phái lắm cả nhà. Cái mùi này, trời, mùi đã nha, mùi đã nha mọi người nhá. Rồi, chai này em mua, em bán cho cả nhà chai này để mọi người về để dành tặng cho chồng nha. Chai này Ly bán cho cả nhà con này 150 ngàn nha. Rồi, cái này comment cho Ly mã này nam, duy nhất một mùi nam, duy nhất một mùi nam này nha. Em lọc ra đúng một mùi nam này để mấy chị mua cho chồng, mua cho anh hay là mua cho người nhà gì đó nha cả nhà ha. Ở đây nè đó. Rồi, mã này comment cho Ly con này, hàng này trong store ra đó mọi người ơi. Nam giùm em 150 ngàn, 150k comment cho Ly mã này là mã nam giúp em nha cả nhà. Hàng này người ta đang bán trong store là 600-700 ngàn một chai á, tại vì Ly người ta lâu lâu người ta gom mấy cái chai lẻ mẫu như vậy nè, lẻ người ta gom người ta sell cho em, người ta gom người ta sell cho mình đó. Rồi, cho Ly con này là mã nam giúp em 150 ngàn, mã nam giúp Ly nha cả nhà, mã nam giúp Ly con này. Mùi đã lắm mọi người, mùi rất là sang nha mọi người. Rồi, cho Ly con này là mã nam nha cả nhà ơi, nam giúp em 150k mã nam giùm Ly con này ha. Nam quá là đã luôn mọi người ơi ha. Mùi đã quá, mùi sang quá, mùi rất là sang nha cả nhà hả. Mùi rất là sang, mùi cực kỳ sang. Dạ, cái này comment cho Ly mã này là mã nam giùm em nha, mã nam giùm em. Đó, mọi người thấy em lên, em không dám lên đầu like là mọi người biết rồi, em lên chỉ lên cuối like là do nó không có nhiều, lâu lâu trong store người ta gom ra người ta sell cho Ly thôi nha, nó mới có. Hàng này trong store nói chung là hàng này trong store bán giá tầm khoảng 500-600 á, 500-600 một chai thì người ta sell xuống cho Ly, Ly về Ly bán cho cả nhà 100 mấy ngàn là người ta sell. Lâu lâu người ta gom mấy cái mẫu mà người ta trưng bày lâu quá đó, người ta gom mấy những cái mẫu người ta trưng trên kệ lâu quá, người ta gom lại, người ta kiếm chỗ người ta sell để người ta trưng bày mẫu mới ha. Rồi, cho Ly con này là mã nam giùm em nha, 150k cho Ly con này là mã nước hoa nam. Comment nam là được rồi, tại vì trong trời, mùi đã quá à. Mùi đúng đã luôn mọi người ơi, đảm bảo mấy anh về mấy anh thích liền. Tại vì do là nè, em có test nè, em có test mấy mùi nam nè, Ly có test mấy mùi nam nè, mà mùi này em bỏ ở ngoài là Ly không có bán, không có êm đó, kiểu vậy. Em để đó, em để mùi nào không êm tin cho ông Chí xài. Mùi nào không êm cho ông Chí xài đó, chứ không phải mùi nào cũng like đâu mọi người, em không phải mùi nào cũng like đâu nha. Em test hết rồi nè, em bung siêu bung đồ, em test cho chị em mình rồi nè. Nam 150 cành giùm em con này nha, nam giúp Ly hai cả nhà. Lên quần áo nữa không cười. Rồi, khách mới đặt hàng kèm số điện thoại mềm nha mấy chị ơi, khách mới kèm số điện thoại nha. Rồi, Thúy Nguyễn đặt hàng lên số điện thoại ạ. Ha, không lắm mọi người. Thúy Nguyễn đặt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Nam nha, mua về để làm quà đi cả nha. Làm quà cho chồng, cho chồng, cho chú, cho gì đó, hay là sẵn tiệc mà có xin đi sinh nhật của ai đó, sinh nhật nam, người nam á, thì mua cái này tặng. Cái này là em bung siêu ra rồi là em sẽ không có đem giao cho mọi người đâu ha. Em giao cái nguyên cho mấy chị em, còn nguyên siêu nguyên dạng. Cái này là cái này em, cái nào mà em đã bung ra rồi á
thì em ly một là em để đây xài, hai là em ly có lẻ lẻ gì em ly để tặng khách nha cả nhà. Rồi cho ly con này là mã nam 150.000 cho nam này giùm em nha. Rồi ok mọi người, nam nè đây em dán cho chị đã nè, 150.000. Rồi xe like thêm rồi cái mấy chị nha. Vào kiểm tra tin nhắn giùm em nha, nhận được tin nhắn là có hàng nữa cho mấy chị ơi, vào kiểm tra tin nhắn liền giùm em nha. Thôi bây giờ em có một mùa này nữa cho chị em mình vô luôn nha. Hồi nãy như cái này xem tiền như cái nào, cái nào nhưng mà để em coi cái mùi nào, mùi nào nó ngọt, để em lên mùi ngọt nha, em coi mùi nào nó ngọt, em lên mùi ngọt cho mấy bà. Em lên một cái mùi ngọt cho mấy chị nè. Rồi, ok. Dạ, thơm lâu nha chị ơi. Lâu hơn người yêu cũ trở mặt nha chị. Thơm lâu nha chị. Rồi. Nói chung đó mọi người ơi, là em đã test qua rồi. Lúc mà là Ly chuẩn bị lên live là 11 giờ mấy, gần 12 giờ thì Ly test tới giờ này thì nó vẫn còn mùi. Nhưng mà tùy thuộc vào cái tuyến mồ hôi của mình nữa mọi người ha. Nó tùy thuộc vào tuyến mồ hôi của mình nữa. Nhiều khi em cũng không có đảm bảo. Ừ, tôi đảm bảo cái này là thơm 24 tiếng, không có đảm bảo như vậy nha mấy chị, không có nha. Nhiều khi mấy chị vô store, mấy chị mua một chai này 600.000. Chai này, chai trong store nó họ đang bán với giá là 600.000 đồng. Mấy chị vô store, mấy chị nói em ơi đảm bảo cho chị thơm mấy tiếng chị mới mua. Người ta cũng không có dám bảo đảm cho mấy chị điều đó đâu. Tại vì nhiều người có những cái tiếng mồ hôi khác nhau đó ha. Rồi ok cả nhà, còn riêng em thì em test từ lúc 11 giờ mấy thì em xịt vô thì nó vẫn ok, nó còn mùi. Đó ha. Chị Thu Hiền vào kiểm tra tin nhắn giùm em nha chị ơi. Cái chai này là mùi ngọt nha mọi người. Dạ ok chị Trần Giang ạ. Chai này là mùi ngọt. Chai này mùi ngọt, mã gì? Trời mùi đã quá. Mùi đã quá. Mùi này mọi người biết cái mùi hương hoa, hương hoa lài không? Đó nha. Nó gần giống, nó na ná như cái mùi Gucci đó mọi người nha. Nó na ná như vậy đó. Mà cái này là cái mùi hương hoa nha cả nhà ơi. Cái mùi này là mùi hương hoa. Nó nhẹ nhẹ, nó tay tay và nó ngọt ngọt. Nó ngọt vừa nha, nó không phải ngọt như đường đâu nha mấy chứ. Nó ngọt vừa vừa nha. Con này cho mình cho Ly, con này là N2. Cái con N2 này Ly bán cho cả nhà con này 139.000. Cho Ly con này là mã N2 giúp em 139. Đáng lẽ em bán 140 nhưng mà em muốn bán khác giá để cho nó đỡ là bị lộn. Nó đỡ bị lộn với cái mã 150.000 nãy. Cái này mùi nữ nha mấy chị, cái này là mùi nữ nha. Rồi cho Ly mã N2 nha, N2 giùm em. N2 cho Ly con này nha cả nhà. N2 100 bao nhiêu ta? 39.000 cho Ly con này là N2 giùm em lên quần áo nha. Mọi người chốt N2 đi, là em lên quần áo cho chị em mình ha. N2 nha. Mùi đảo. Mùi này là mùi giống như mùi Gucci đó cả nhà. Cái mùi gì à? Hoa lài á mọi người. Mùi hương hoa nha. Con này là mùi hương hoa. 139.000, con này comment cho Ly mã N2 nha cả nhà. Rồi N2 giúp em con này. Đã giả mang luôn. Hình hàng này mới chế. Rồi lâu lâu người ta mới cho trong store người ta sale ra cho Ly được một ít thôi à, không có nhiều. Thành ra là Ly đâu có dám like đầu like. Like đầu like cái có chị có chị không hồi giận. Đa số là Ly bán hàng cho khách quen là nhiều. Ly bán cho khách quen là nhiều. Cái một hồi cái mấy chị có người được người không cái giận. Dạ đúng rồi chị Ánh Nguyệt ơi, cho địa chỉ trong tin nhắn mẹ nha. Rồi cho Ly con này làm N2 nha cả nhà. Comment cho Ly mã này nè. Rồi mấy chị vào kiểm tra tin nhắn giùm em nha mấy chị ơi. Mùi được này, tin nhắn là có hàng mùi nha. Này nó thon thoảng. Mùi này á mọi người, nó thon thoảng giống như là mùi hoa lài đó mọi người ha. Nó ngọt nhẹ chứ nó không phải ngọt quá. Nó ngọt vừa thôi. Nó ngọt vừa. Và nó có một chút sang sang trong cái mùi đã lắm. Nha. Nói chung là em Ly có chọn lọc chứ không phải đây nè, những cái này nè, em test rồi nè, em bỏ riêng ra ở ngoài đây bên này là em Ly không có bán nè. Cái này em bỏ riêng ra là em không có bán ha. Test mùi sao cho mấy bà dễ chịu đi, mấy mốt tôi lên nước hoa mấy bà còn chốt nữa đúng không? Mấy chị thấy không, em bán nước hoa lúc nào ai cũng khen hết, tại vì em Ly không phải là đem một mười mấy hai chục mùi về like, không có vậy. Mười mấy hai chục mùi nhưng mà test ra tầm được 4-5 mùi thôi. Chẳng hạn như store nó sale cho Ly nguyên một đống vậy đó,
Ly nói mày đem về cho tao để tao test mùi trước. Test mùi, mùi nào Ly thích thì lấy, còn mùi nào không thích thì Ly không lấy, kiểu vậy ha. Rồi cái này là comment cho Ly con này là mã N239 nha, 139 cân, mã N2 giúp Ly con này nha cả nhà. N2 mùi này giống mùi hoa nhài nha cả nhà, thơm dịu dịu nha cả nhà. Cái con này là thơm dịu dịu nhẹ nhẹ nha mọi người, thơm dịu dịu nhẹ nhẹ, rất là hay. Con này rất là hay luôn, dịu nhẹ nhẹ và ngọt ngọt nha mấy chứ. Rồi chị Tuyền Nguyễn ơi, có hàng ơi, vào kiểm tra tin nhắn nha chị ơi. Mấy chị vào kiểm tra tin nhắn hết giùm em nha. Rồi cho Ly con này là mã N2 giùm em, N2 giúp Ly nha. N2 ok mấy bạn, 100 mấy chị Quỳnh, 139 nha, N2 nha cả nhà, N2 giùm em. Ở đây chơi với Ly nha. Ok chị lên đồ nè. Đây. Rồi chị nào nhận được tin nhắn là có hàng, mấy chị ơi vào kiểm tra tin nhắn cho em nha. Em còn 5 cây son này nha mọi người. Em còn 5 cây son này. Cái chai này là của Ly rồi, Ly bung siêu rồi, Ly lấy rồi ha. Cái chai này là của Ly rồi, khỏi nói, màu này là đỏ ánh cam. Đỏ ánh cam. Bấm nha mọi người, dặn bấm. Cái này Ly sale cho cả nhà chai nước chai son này 70k. Comment cho Ly con này là mã son giúp em nha. Son cho Ly có 5 chai là làm thấy ghê quá. Có 5 cái em ơi. Có 5 cái thôi. 2 4 5 cái. 5 cái 70 này. Mã này comment cho Ly mã son, nhớ giùm em bấm nha, dặn bấm nha mấy chị. Dặn này dặn bấm nè. Mọi người bấm cái gì cho Ly nè. Đó, rồi đó. Mọi người bấm về giúp em nha. Đó, nhưng mà mọi người đừng để chuối xuống, mọi người lấy cái tay hứng như nè. Đó. Ha. À, rồi cho Ly con này là xong giúp em 70.000. Chai này là của em. Có 5 chai thôi à. 5 cái. Nước có hàng nó chốt phim đó. 70.000. Mã xong. Đợi em xíu nha. Quá trời người lấy son luôn. Đợi em xíu em hỏi coi. Em hỏi bên kho em còn son không, em chốt thêm cho mấy chị em mình. Màu đỏ ánh cam á mọi người, 70.000. Son nhận rồi, xài êm lắm Ly. Dạ cảm ơn chế. Rồi ok mọi người, cho chị em lên quần áo nha mọi người ơi. Xe livestream giùm em xíu. Cái son số 2 với số 3 bên kho còn không? Đâu cái cũ á, cái vừa rồi mới lấy á. Chốt đi. Rồi. Son màu đỏ ánh cam đó mọi người ha. Đâu có chai cho chị rồi. Nè. Vậy nè mọi người. Ha. Đẹp. Sang, màu tươi lắm. Có màu thôi. Tại vì em Ly không có thích mấy cái màu tây nên là thành ra là em cái này em không thích là em khó chịu lắm, không có bán. Cái màu tây nó kén da lắm, còn riêng về mấy những cái màu này mới chị có thể làm má hồng nè. Mấy chế có thể làm mã hồng nè, có thể làm môi nè ha. 70.000 cho Ly, con này là mã son giùm em. Mã son giúp Ly con này nha cả nhà ơi ha. Rồi cho Ly con này là mã son giùm em con này. 70.000 á mọi người, 70k nha. Rồi ok mấy chế. Mã son giúp Ly nha cả nhà, son giùm em. 70k con này, comment cho Ly con này là mã son giúp em. Rồi xe la chưa giùm em nha, 70.000 vô gặp đơn đấy mấy bạn. Rồi cho Ly con đó là mã son nha chị em mình. Son. Rồi xong rồi em lên quần áo nha. Bà ba, bà ô gì, bà ba, bà bốn gì cũng có hết á. À. Dạ em cảm ơn chị Thúy Phan. Dạ em cảm ơn chị Thúy Phan nè. Em I love you chế. Em yêu chế.
đồ bên Shopee tất cả đều giá bình dân nhưng tất cả đều chất lượng. Dạ em cảm ơn chế rất nhiều, em cảm ơn chế.